thuốc, nhu cầu về thuốc là rất là lớn, thì nó có nhiều tác dụng. Thứ nhất là về mặt tâm lý, người bệnh thì có tâm lý là có thuốc ở trong nhà là người ta thấy yên tâm này. Cái thứ hai là tác dụng thật sự của thuốc trong trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng. Đấy, và một số thuốc khác nhóm B trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng thì có tác dụng là giảm cái tỷ lệ tử vong bởi mình uống điều trị thuốc sớm. Đại diện cho địa phương cảm ơn cái mạnh thường quân nhà tài trợ đã đến cái địa phương ở đây để hỗ trợ cho bà con khó khăn ở cái địa phương này.